ơi, anh vừa mới thi nhanh như chiếc người lớn mà đúng không? Đúng. Và anh đã xuất sắc giành được chiến thắng cùng với Buka. Colos DHA cộng thông minh sáng trí đề kháng khỏe. Và cái đó là cái nguồn động lực khiến anh được giải nhất. Còn hôm nay không có. Không phải em. À, hôm nay không có chị Buka nhưng mà thì... có Buka Nhí ở đây. Đại diện cho chị Buka ở đây. Có phải là con gặp những cái sự diễn tả hơi khó khăn của chú Ghi nên là con cảm thấy khó hiểu không? Hơi khó hiểu. À, hơi khó hiểu nha. Chứ không có cảm ơn nha anh. Ừ. Con bạch tuộc. Bạch tuộc, hai con. Con mọt. Phải giờ thấy em một trà giỏi chưa? Tại vì không có những cái sự hướng dẫn của anh đó. Thế là bé trả lời rất nhanh. Rồi, ok. Trời ơi, nay nhìn như là sinh đôi với tôi vậy á mọi người. Mà cách nhau có... 3 con giáp, 4 con lận. Xuyên, sao nhìn quen mà tôi không nhận ra. Trời ơi, em bé của tôi, xinh ơi là xinh này. Bây giờ hôm nay sao mình lại quay lại với cô Hà đây nhở? Con thích tham gia quay lại để được 10 câu hả? Thế con giới thiệu lại cho mọi người tên tuổi của mình đi. Con xin chào tất cả mọi người. Con tên là Khánh Linh. Năm nay con 5 tuổi rưỡi. Ôi, 5 tuổi rưỡi là bằng tuổi Mộc Trà nè. Cái gì mà tự nhiên nhìn người ta cứ dạy Mộc Trà? Không phải, tại vì Mộc Trà kiểu là xinh nhất. Một chút nha. Trời, giống Buka mà nhỏ quá đi thôi á. Trời ơi. À, đội của Khánh bên đây có Mộc Trà xinh nhất. Thì bên đây mình có Khánh lên đẹp tuyệt vời. Vâng ạ. Cố gắng lên. Sao đấy, hai bạn nói gì với nhau đấy? Bạn này nói là cố gắng lên. Thế người ta không phải đội của mình nhưng mà mình vẫn chúc người ta thì là mình muốn là bạn ấy cũng được điểm cao như mình đúng không? À, thế bây giờ hai bạn ôm nhau một cái thật chặt cho cô xem nào. Kể tên ba con vật không phải là cá nhưng vẫn sống được ở dưới nước. Con ớt, con cá. Con cứ suy nghĩ đi. À, con ếch. Rồi con gì nữa nè? Con gì nhỉ? Con à, nói vậy nè. Đấy, diễn tả, đấy, con gì nhỉ? Giống như phá đội người ta vậy đó. Ủa, ra chỉ mà. Anh diễn tả lại đi. Nè, con biết con gì mà nó gì nè? Con chưa kết cục. Nó không sống được dưới nước. À, không, cái con nó giống gì nè con. Con gì? Con rùa. Con rùa. Hai con rồi, một con nữa nào. Có con gì nhỉ? Dưới nước nhỉ? Con gì mà nhảy xuống nước xong nó gì nè con. Em không biết con đấy luôn. Con gì thế? À, con gì mà giống với con ở trên bờ á con. Con trên bờ mà người ta có thấy. Con ngựa. Hết giờ. Yeah, về với chú. Hơi run một tí nha. Sợ bé bị áp lực á. Hơi run một tí. Con có run lắm không? Tập anh diễn tả đó. Có phải là con gặp những cái sự diễn tả hơi khó khăn của chú Ghi nên là con cảm thấy khó hiểu không? Hơi khó hiểu. À, hơi khó hiểu nha. Chứ không có cảm ơn nha anh. Con hãy kể tên ba con vật mà nó không phải là con cá nha nhưng mà nó vẫn sống được ở dưới nước. Con lươn. Con lươn. Wow, một con. Con bạch tuộc. Bạch tuộc, hai con. Con mọt. Wow. Con mọt, chính xác. Phải giờ thấy em một trà giỏi chưa? Tại vì không có những cái sự hướng dẫn của anh đó. Thế là bé trả lời rất nhanh. Rồi, ok. Hết giờ, xin mời con xuống đây. Thần Thỏ ơi, nào cửa cô Hà đón nào. Cô cho bó tay cho Mộc Trà nào. Trời ơi, nay nhìn như là sinh đôi với tôi vậy á mọi người. Mà cách nhau có 3 con giáp, 4 con lận. Hơn 20. Yeah. Ok. Wow. Lúc này mình bỏ qua được, khỏi thi được. Ủa sao vậy? Anh ơi, anh vừa mới thi nhanh như chiếc người lớn mà đúng không? Đúng. Và anh đã xuất sắc giành được chiến thắng cùng với Buka. Và cái đó là cái nguồn động lực khiến anh được giải nhất. Còn hôm nay không có. Không phải em. Buka. Hôm nay không có chị anh Buka nhưng mà thì... có Buka Nhí ở đây. Chào chị, chị Buka ở đây. Mất sự tự tin rồi. Không phải là tự tin mà em biết sao không? Tại vì cái câu hỏi người lớn nhiều khi là suy nghĩ người lớn mình nó vô. Còn vô cái bộ đề thiếu nhi cái mình suy nghĩ người lớn lại không vô cái thiếu nhi. Nó cũng không có kiểu đánh đố cho tâm lý của mình rất là nhiều đâu. Nên là cứ chơi thoải mái thôi. Anh ơi, Khánh luôn luôn chỉ được có 2 đến 3 câu mà Khánh đã được 10 câu rồi. Tôi đã lên được 10 câu rồi. Nhưng đó là quá khứ. Và ngày hôm nay thì mình không biết là mục đích Khánh đến đây là để xóa đi cái quá khứ đó hay như thế nào. Trong cuộc thi văn nghệ ở trường, bạn Nam chỉ đứng đọc nhưng tại sao vẫn được giám khảo vỗ tay nhiệt tình và cho điểm tuyệt đối? Bạn đọc rap em ơi. Chính xác. Bạn đọc bài nhỏ lớp trưởng.
nó không mới đã tới cho cái lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Chiếc áo dài thước tha lướt qua, ê ôi thật là xinh quá, vui quá. Tụi mình đồng đội á con, cổ vũ đi, cổ vũ cho chú xíu đi. Đọc tên chú, đọc tên chú, đọc tên chú, đọc to lên. Duy Khách, Duy Khách, Duy Khách, Duy Khách, Duy Khách, Duy Khách nha. Ok. Cá gì nghe tên đã thấy khó chịu? Cá gì nghe tên thấy khó chịu hả? À, từ từ để anh phân tích nha. Cá cọc, cá quạo, cá giận dữ, cá chê hả ta? Cái chê thấy khó chịu đúng không? Là bị chê trong khó, chịu, khó đúng chịu không? Nhưng mà chê là trời ơi trời. Ờ, cái đó chê. Trời chê mà. Cá chết, cá chết. À. Nó không phải là chê. Ơi mất mặt quá đi. Đây diễn tải cho nghe nè, mấy bạn khán giả nè. Tự nhiên là cái tổ hợp này thì tưởng là cá chết. Cá gì anh cá? Ơi nếu anh không trả lời được mình sang câu khác. Cá cha cha cha. Rồi đáp án. Thôi từ từ khoan, anh chưa chốt bé ơi. Cá hôm. Hết giờ. Xin mời anh xuống. Nhanh như chớp nhí mùa 4/2022 trên kênh HTV2 B Channel lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần.